Bước 1 rất tốt. Và rồi bóng của Đàm Văn Công. Điểm rất hay của Văn Nam. Thành Thuân. Rất hay. Đẳng cấp của chủ công số 1 đội tuyển Việt Nam. Vậy là ở trang án thì set 2 này thì anh Hải cũng đã vào sân. Đổi điểm cho Hà Tĩnh. Pha phối hợp tốt của Hà Tĩnh và những rất hay pha chụp bóng rất có lực của và xử lý hay của Văn Chấm Nhớ Đình Thẳng. Trên hai Văn Đức quả bóng tốt. Pha chuyền hai rất hay của pha phối hợp rảnh tầm cao rất hay của Văn Hoàn. Đẹp mừng. Câu trả lời của Văn Thành. Pha đánh trong ba rất hay. À, xin lỗi, cứ là không có quản nghĩa. Ngay lập tức pha nhồi bóng của Lâm Văn. Quay video đấy không? Tiếp tục điểm cho Hà Tĩnh. Khán giả Cẩm Xuyên nói riêng và anh em hâm mộ ở trên kênh volleyball nói chung. Và quả bóng đẳng cấp của Văn Đức. Chẹt còn quang hơi thì chưa. Và rồi bóng câu trả lời của Bùi Văn Hải. Điểm 14-17. Wow. Lại là Văn Hoàn. Như đã nói chiều nay đến lượt Hà Tĩnh trả lời. Ba đếp. Vừa rồi là huấn luyện viên của Hà Tĩnh nha, thầy Liêm. Hà Tĩnh đánh bóng tốt, điểm cho trẻ và yêu mến thì cho em một đăng ký kênh nha. Một pha và như vậy là chiến thắng chung cuộc thuộc về Trang Án Ninh Bình sau phá tỏa sáng ở nửa cuối của Cú Văn Hoàn và Cú Văn Hoàn được anh em Trang Án Ninh Bình đã về với miền Bắc với một giải thưởng rất lớn lên đến gần 100 triệu đồng từ Cẩm Xuyên. Chúc mừng Trang Án Ninh Bình của Giang Văn Đức, của Quang Khơi, của Thanh Tùng và xin nói lời chia buồn với Hà Tĩnh với sự bổ sung của Thanh Thuần. Rất đáng tiếc một trận đấu rất vượt cường của anh em Hà Tĩnh nhưng với sự tỏa sáng rực rỡ của Cú Văn Hoàn thì Hà Tĩnh đã không thể vượt qua.